Còn kính chào thầy Tuấn, kính chào bác sĩ Hưng, cô ạ, kính chào Lương Y Thụy cùng tất cả mọi người thương trong rừng gọi. Con xin hỏi bác sĩ Hưng và Lương Y Thụy một cái việc cá nhân. Từ thứ hai đến nay con và mẹ con là ăn gạo lứt mới vừng, ăn được 3 ngày. Những ngày thứ tư thì không hiểu tại sao là buổi sáng ăn cháo, buổi chiều ăn gạo lứt, nhưng mà lạ là hôm đấy là buổi sáng là buổi trưa là không ngủ được. Có lẽ buổi trưa không ngủ là vì buổi sáng có lẽ con pha ít trà pha loãng loãng ngồi uống, nhưng mà trưa cũng không ngủ, mà cả ngày hôm đó là đi tiểu rất nhiều, cả ngày từ sáng đến tối, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, khoảng độ hơn 1,5 lít nước, mà nước tiểu rất trong, không có mùi, không có vị, nó nhạt lắm, nó không có mùi khai, mà nó chẳng có vị mặn vị chát như những cái lần trước. Mà con không hiểu tại sao, lý do gì mà đi nhiều như vậy, mà nước nó lại trong như vậy. Xin Lương Y Thụy hay là bác sĩ Hương trả lời dùng con vậy. Mà xin cảm ơn. Con xin kính mời Lương Y Thị ạ. Lương Y Thị mở mic đi, Lương Y Thị. Dạ. Dạ, con kính chào sư Đường Quảng, con kính chào các vị sư, các vị thiện tri thức, các chuyên gia, bác sĩ, các nữ y, các bạn tình nguyện viên, cũng như tất cả thảy 63 cổng du, 63 người thương, quý vị thương chúng ta đang có dung trong buổi sáng ngày hôm nay. Con kính chúc người thân chúng ta luôn luôn ăn vui hạnh phúc ạ. Dạ, chú Hùng cho con hỏi một chút ạ. Chú cho con hỏi là chú uống cái trà gì ạ? Cái trà Thái Nguyên ấy, nó tự nhiên mình buồn buồn thế nào mình pha một chút thôi, pha một ít để cho nó có màu. Dạ. Uống tí thôi, thế cho buổi trưa là cứ mở mắt táo láo cho đến buổi chiều còn một tí nước màu thì mình pha mình uống, mà đến 10 giờ không ngủ, 11 giờ, 12 giờ chả ngủ, 1 giờ, 2 giờ chả hiểu lý do gì. Mà cái trà thế là nó lạt tét rồi chứ không phải là đậm đặc gì cả, mà đi tiểu rất nhiều, mà tiểu nước tiểu nó trong, nó không có mùi, không có vị, không hiểu lý do gì mà đi nhiều thế. Một ngày đó là chắc phải đến khoảng độ 1,5 lít, hơn 1,5 lít. Dạ, con xin được trả lời chú ạ. Thứ nhất là trà và cà phê nó thuộc về cái nhóm âm trong đông y như thực dưỡng ạ. Về cơ chế âm dương thì nó thuộc về âm, mà âm thì những biểu hiện như đi đái nhiều, đái trong, đái dài, cái bãi dài và lượng trong, lượng nhiều, đúng không ạ? Thì vâng, cái lá trà ấy, vì sao các vị người, các cụ người ta ngày xưa phải sao kỹ chứ không phải sao như bây giờ đâu ạ? Sao kỹ để cho bớt cái tính âm đi. Còn bây giờ nó sao máy công nghiệp, sao rất là nhanh nhiều, cho nên cái việc mà khử âm đi không được hoàn toàn. Cũng cái trà đó, chú về cứ thử làm cho cháu xem. Chú sao kỹ hơn, thậm chí nó hơi chớm cháy một chút, nếu là thời gian lâu một chút, còn đến gần cuối chú cho to tăng lửa một chút thì cái trà nó sẽ là tốt hơn cái trà mà chú đang uống. Thứ nhất cái phải sao, thứ nhất nó giải cái độc đi, thứ hai là nó tăng cái dương khí lên, nó bớt cái tính âm đi. Và cái biểu hiện cụ thể của bà cụ của chú dùng đó là bị nhiễm âm đấy chú ạ. Dạ chung nó rõ chưa? Bởi vì mỗi một lần mình đi là bình thường, ngày xưa ngày mấy ngày hôm trước thì nó chỉ khoảng độ 180 ml, một lần này đi một lần có thể nó đến 400 ml rồi đến 300 ml, mà đi nhiều lắm. Dạ đúng rồi ạ. Nhiều lần và bãi dài thì là bị âm đấy, đúng không? Dạ. Bị âm đấy. Thì con đã thử cái nước trà, có ba cái mẫu nước trà. Thứ nhất nước trà mà sao kỹ thì nó sẽ ra cái lượng nước tiểu màu đậm đặc và cũng dễ kết tủa. Cái dạng mẫu thứ hai là cái mẫu nước tiểu mà trà mà sao dối ấy, trà mà như mua về như nào mình dùng bấy nhiêu ấy, thì cái nước tiểu gần như nó không chuyển màu, nó vẫn giữ nguyên cái màu nước trà. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cái những cái chất dịch trong cơ thể chúng ta ra là nó phá hủy cái liên kết chúng ta.
thì sau này chúng ta, nếu chúng ta dùng nước trà, chúng ta hạn chế và phải xem lại cách sao, cách tẩm sao chế cho chúng ta, đúng nhá. Dạ, cảm ơn. Con xin hết chia sẻ ạ. Cảm ơn người thưa lắng nghe ạ. Con xin nói tiếp lời ạ. Dạ, con nghe xin kính chào xin được gọi các sư thầy, sư cô ở trong trường, các bậc thiện tri thức, lương y bác sĩ, MC Trung cùng tất cả người thương của mình trong Zoom sáng hôm nay ạ. Chúc ngày mới tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và bình an. Thì cho con xin hỏi chú Hùng thêm một tí xíu tiếp lời của lương y Thủy á. Cái lượng nước chú tiểu 1.5 lít trong ngày đó á, thì cái lượng mà chú, con có nghe chú nói là sáng ăn cháo rồi có uống nước trà, thì cái lượng cháo chú với bà cụ ăn có nhiều hơn bình thường không? Không, ít lắm. Một bữa mà bà cụ mình ăn thì khoảng một chén con thôi, còn mình thì buổi trưa thì ăn khoảng độ 2 chén, đến chiều dậy đói thì ăn thêm một chén nữa cho nó hết, ba chén. Mà cái lượng nước của ba chén đó nó không đáng là nhiều như mức độ mình đi tiểu thực tế thế đâu. Thế mình thấy là lạ, chứ còn mình thấy là ăn cháo đi tiểu là bình thường. Nhưng mà nó đi rất nhiều, một lần đi đến 300, 400ml. Thế xong rồi là cái lượng tổng số cả ngày cộng lại nó phải khoảng hơn 1.5 lít. Mình thấy lạ, cũng được tại sao lại đi nhiều thế. Lượng nước mà chú uống ở trong ngày đó là nó có nhiều không chú Hùng? Không tới như cái số lượng đấy. Dạ. Ngày đó nếu mà cả cái bình trà pha ra giỏi lắm thì đến khoảng độ nửa lít nước, hoặc là hơn nửa lít nước. Dạ. Dạ con biết ơn chú Hùng. Nếu mà tính ba chén cháo rồi bình trà khoảng cỡ hơn nửa lít, nói chung dồn dồn là mình ăn mình uống là đã hơn 1 lít rồi chú Hùng nha. Hơn 1 lít. Là vấn đề là cái lượng mình đưa vô thì cũng như vậy là cũng so, nếu mà người đang ăn thực dưỡng như vậy là cũng hơi khá nhiều hơn bình thường một tí xíu. Thứ nhất, cái thứ hai á là khi mà chú dùng chắc cái trà như Lương Y Thị đã nói á, là nó có tính lợi tiểu hơn, thì nó sẽ gây nên cái tình trạng mình sẽ tiểu nhiều hơn một chút. Cái quan trọng á là mình lâu lâu mình bị như vậy á thì mình khắc chế bằng cách là mình quay lại cái chế độ ăn bình thường. Còn khi nào mà mình ăn thực dưỡng bình thường, uống lượng lít nước mà vừa đủ, khi mình khát mình vừa ngậm vừa nhai vừa gọi là vừa nuốt từ từ á, thì mà vẫn còn cái dấu hiệu đó thì mình nên quay về cái chuyện ăn và ăn thực dưỡng số 7 cho nó đúng thì nó sẽ khác được. Còn nếu mà mình cứ thả lỏng thì nó sẽ, cái triệu chứng đó nó sẽ tốt. Mà đặc biệt nó nên, cơ thể của mình nó tốt cái này, khi nó thừa nước nó sẽ tự thải, nhưng mà với điều kiện là cái giai đoạn một giai đoạn ngắn nào đó thôi, chứ mình cứ làm miết như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận. Mình đi tiểu lượng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thận, và gọi là hơi bị âm quá thì ảnh hưởng đến thận và xương khớp khi mà lượng nước thừa trong cơ thể quá nhiều. Đó là rồi chưa nói là ảnh hưởng đến tim mạch những anh chú Hùng nha. Khi mà lượng nước nhiều cơ thể mình không thải ra được cũng ảnh hưởng đến tim mạch, tức là nó tăng cung lượng tim, tăng thể tích tuần hoàn lên thì lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Đó là đứng góc nhìn về Tây y. Nên lâu lâu mà chú dùng nước nhiều bữa như vậy đi tiểu nhiều, đó là một cái hiện tượng bình thường. Và nó nổi bật hơn nhất là chú khó ngủ, đó là hiện tượng âm trong cơ thể của mình nhiều. Nói như Lương Y Thủy nói đó, khi mà mình dùng đồ âm hơi nhiều thì nó sẽ bị mất ngủ ạ. Thì đó là mấy cái mà mình cũng khắc chế, nó cũng dễ thôi chú Hùng nha. Bằng cách mình quay về nhanh một gián đoạn một ngày bao nhiêu tiếng đó, hoặc là một ngày thôi, rồi sau đó mình ăn thực dưỡng trở lại thì không có vấn đề gì đâu chú Hùng nha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn người thương mình ạ. Cái cơ thể mình, với thứ hai nữa là con cũng có xin chia sẻ thêm, những người thương mà thường ăn thực dưỡng mà đúng rồi á, hoặc là đã trải qua thanh lọc và ăn thực dưỡng đúng, thì mình ăn những cái gì trong ngày mà nó có độc tố hoặc là hơi âm một tí thì cơ thể mình nó biểu hiện liền. Đặc biệt thừa nước là đi tiểu rất là nhiều, hoặc ăn như đường tiêu hóa mà thức ăn mà có hóa chất thì thường hay đi lỏng đi cầu liền rất là nhanh. Có thể ăn chưa xong bữa ăn là mình đã buồn đi cầu rồi. Nếu người thương nào xảy ra như vậy thì cũng cảm nhận được, vậy thì chia sẻ. Tại vì đây là cái tình trạng chung mà con thấy trong gia đình con, đó là bà xã đó. Mỗi lần đi ăn cái gì ở bên ngoài
mà thức ăn có bột ngọt nhiều này, hoặc là không biết trong rau có cái gì ấy, mà ăn cái gì mà hơi lạ, mà ăn chưa xong bữa ăn là đi cầu rất là nhanh, đau bụng, có lên cái cơn đau bụng cuộn mạnh, mục đích là để nó tống cái độc tố từ trong đường ruột của mình ra, là đi cầu lắm, một lần đó là hết đau. Và con để ý thường xuyên như vậy, cũng từ khi mà ăn thực dưỡng á, là bà xã con hay bị như vậy. Này Ngân kính mong người thương mình khi mà ăn thực dưỡng rồi, khi mình đi ra ngoài mình ăn, hoặc là mua những thực phẩm mình ăn mà nó khi mà có độc tố bên trong hoặc là hơi âm quá, thì sẽ có những cái dấu hiệu như vậy, nên người thương có hoàn toàn yên tâm ạ. Đó là một cái hiện tượng mà tốt của cơ thể mình đấy, gọi là dấu hiệu cơ thể mình nó đáp ứng liền, khi thừa là nó thải ra ngoài. Nên người thương mình phải hoan hỷ và biết yêu thương, đừng có lo, đừng có sợ mà chạy tới bác sĩ đi tìm thuốc ngủ. Chứ trừ phi ví dụ như mình ngưng ăn ngưng uống mà vẫn cái tình trạng nó kéo dài á, thì lúc đó hoặc là mình ăn những thực phẩm mà đúng của thực dưỡng mà tình trạng nó kéo dài á, thì mình mới quan tâm và kiểm tra thêm. Còn không mà chỉ cần xảy ra một bữa ăn, sau một bữa ăn mà đi cầu một hoặc hai lần rồi hết, đó là một cái hiện tượng sinh lý rất là tốt của cơ thể của mình, nên người thương mình hoàn toàn hoan hỷ và yên tâm ạ. Nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. MC Trung làm việc ạ. Dạ, cảm ơn Lương Y Thị và bác sĩ Hưng đã giải đáp cái câu hỏi của bác Hùng. Thì tiếp theo người thương chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Nhất là người thương của khóa K20 với lại K21 sắp tới mình chuẩn bị thành lập á. À, con đã thấy người thương giơ tay Nguyễn Thế Báo Hà Nội. Mời chị ạ. Dạ, con xin kính chào và con kính xin kính chào sư sư vừa gọi bác sĩ Hưng cùng toàn thể các bác ở trên Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Con là thành viên mới của nhóm dừng gọi. Thì con thì ngày hôm nay thì con xin muốn hỏi bác các sư cùng với bác sĩ cùng với lại tất cả những mọi người trên Zoom về cái kinh nghiệm. Thực ra thì con thì là có duyên đến với dừng gọi thì cách đây là khoảng 1 tuần thôi, khoảng độ 10 ngày thôi. Thì thực tế thì chồng của con trước là cũng đã liên hệ với bác sĩ Hưng một mấy lần rồi ạ. Thì con có xin hỏi như thế này ạ. Nhất là cách đây khi mà nhà con thanh lọc nhịn khô trong 3 ngày thì bắt đầu có triệu chứng là quay trở lại với lại ăn uống thì bị nóng cổ rất là nhiều, nóng cổ và buồn nôn. Sau đó thì đã kết liên hệ với bác sĩ Hưng và được bác sĩ Hưng chỉ dẫn rất là tận tình về cách là ăn thực dưỡng. Thì trong cái quá trình vừa qua thì ăn thực dưỡng là nhà con chỉ có ăn gọi là gạo lứt và muối mè và nhai kỹ. Thì vẫn còn cái triệu chứng là buồn nôn, thì buồn nôn và rát nóng cổ. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì sẽ xử lý như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì con hôm nay con có 2 câu hỏi thì con muốn xin hỏi là câu hỏi thứ nhất là như vậy. Và tình trạng đó thì nó nóng cổ đến nỗi là phải lấy tay cho vào trong họng ấy, phải móc ra để cho nó đỡ trong cái trường trong nóng cổ. Thì xin mời xin bác sĩ và các sư cùng với lại các thầy ở trên Zoom, nếu như mà người thương ở trên Zoom mới có thì hỗ trợ để chúng con trải qua cái khủng hoảng, tức là cái khủng hoảng nhịn khô này ạ. À, con xin mời người thương Lương Y Thụy hoặc là người thương trong Zoom nào đã trải nghiệm rồi thì chia sẻ cho người thương báo biết, cho chồng người thương báo biết. Chắc con thì cũng chia sẻ cũng khá nhiều rồi, thì người thương đã trải nghiệm cái phương pháp này, nói cho người thương báo hiểu và biết hiểu thêm. Nói thêm ạ. Lưu Thị, mà Lưu Thị hình như chưa bật mic đó Lưu Thị. À, Con cho con hỏi chị Báo là nhờ mình ông xã con liên hệ có tương tác được không ạ chị Báo?
Vâng, để con hỏi lại một chút ạ. Anh đang nằm ở bên cạnh đây. Hôm Dạ, nay tại vì có thì... một số cái con phải lên hỏi trực tiếp với người thương ạ. Dạ, vâng ạ. Và con xin trước khi chờ là câu hỏi câu trả lời của người thương của chị báo thì cháu xin được chia sẻ tiếp với bạn của chú Hùng ạ. Chú Hùng bây giờ chú bình thường chưa hay chỉ một buổi hôm đấy chú Hùng? Ngay ngày hôm sau đi lại bình thường rồi, À bởi vì ngày đó thế tốt mình rồi, thấy nó lạ. lần sau chú không dùng nó nữa, tại vì chú biết nó là cái như nào rồi thì chú không dùng nữa, tại vì lấy cơ thể mình ra làm cái máy xét nghiệm ạ. Bởi vì cái trà thì lâu lắm mình đâu có uống, nhưng mà tự nhiên hôm đấy sao nó lại buồn buồn, nhưng mà lấy một nhúm trà ra pha cho nó có màu uống chơi xem sao. Tự Và nhiên thế lạ quá, nó đi nhiều quá. lần sau chú thử nước tiểu đó, có nước trà đó nó không phân hủy đâu, nó vẫn còn nguyên màu đấy, riêng cái màu nước trà đấy. Mà nước nó rất trong, nước Đúng không rồi, mùi không vị. cháu để 15 ngày nó vẫn còn màu đấy, nó chỉ thay đổi một chút ít thôi. À thế à, Vâng, nó rất là âm thấy đấy, thấy hơi lạ lạ chứ còn bình thường mà nó không chuyển ngày hóa đâu. xưa. Vâng, Dạ. Dạ. Con cho con xin xin phép tí là con xin bảo là con bây giờ là hết pin vì là mất điện và ngập nước nhiều, cho nên là con bây giờ sẽ không ở trong tròm được, con xin phép được nghỉ ạ. À, bây giờ Dạ là dạ. chúng con là không có điện nữa và cũng không sạc được, cho nên con còn có mấy phần trăm nữa thôi, cho Dạ. con xin Con chúc giả người bác thương bình an ạ. Dạ, con chúc người thương bình an ạ. Dạ. dạ Dạ. dạ rồi con sạc được pin thì con vào nha. Dạ con Dạ Thanh Thị cho ạ. Con cảm vâng, ơn. dạ cho con sang. Cho con hỏi người thương của chị Báo đấy ạ. Vâng, đây được rồi đây ạ. Dạ. Dạ vâng. Anh nhà có hay bị chân tay lạnh không anh nhà anh ơi? Bạn cái đến qua mình làm luôn. Có. Vâng. Anh có ăn thức ăn lạ và nó hay bị đầy trướng không anh? không, từ hôm đấy rồi là không ăn cái gì lạ cả. Trước đây anh có hay ăn đồ đồ lạ, đồ tanh, đồ sống, đồ bất cứ đồ lạ gì mà nó hay bị đầy trướng bụng không? Trước đây thì là không có, từ khi bị bệnh rồi thì mới bị như thế. Dạ vâng. Anh có cảm giác sợ lạnh không? Không. Vâng. Chân anh lạnh lâu lâu chưa? Từ khi mà phát hiện ra từ Tết giờ. Vâng. Ngày hôm nay nhé, trở đi anh lấy cho em ít gừng, anh gọi là ít nhưng mà khoảng 50 gram, anh đun lên xong anh ngâm nước ấm cho em nhé. À. Tại những cái trứng mà dạ dày trào ngược, được gọi là dạ dày trào ngược ấy, mà y học hiện đại đã xác định ấy, và cái trứng mà thực quản trào ngược nữa là đa phần do cái chân âm mình nó thịnh ấy, thì cái dương khí nó mất đi ấy, thì nó trào ngược nó dành cái đồ ăn thức uống lên ấy, gọi là cái hỏa nó không không giáng không được ấy, mà nó bốc lên trên ấy, anh ạ. Dạ. Anh ngâm chân nước gừng hàng ngày mà, nếu mà ngày được 2 lần càng tốt, sáng tối cho anh em càng tốt. Dạ. Còn ngâm trước khi đi ngủ, không có thời gian thì ngâm trước khi đi ngủ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ nhé. Dạ. Cho nó ấm cái chân lên. Hoặc Không. là anh dùng cái bài đỗ đen, anh sao kỹ nước đỗ đen lên xong anh uống cho một chút muối cho em, hoặc cho một chút gừng vào là nó sẽ hết. Hiện tại thì em đang áp dụng với công thức số 7 ăn uống ấy. Thì Thứ nhất thì cái số 7 hay là gì, nhưng mà hiện tại mình đang bị thì cho nó bớt cái cơn đi đã, thì sau đó nó mới tiêu hóa và chuyển hóa được. Còn cái số 7 với cái về lâu về dài, nó số 7 không phải là chữa bệnh à, anh nhá, vâng. mà ở số 7 là ăn lâu dài để có sức khỏe tốt. Còn cái hiện tại cái thực trạng nó diễn ra nó đang cấp bách thì mình xử lý trước. Còn cái biểu hiện nữa là cái chân tay lạnh là anh có vấn đề về về cơ bản ấy, thì cái âm dương trong cơ thể anh đang đang bị rối loạn một chút thôi, thì anh cứ Vâng. ngâm chân đi và uống cái nước đỗ đen sao kỹ một chút ạ. Vâng. Sau đó anh cho một nướng củ gừng lên, nướng cháy 1/4 củ gừng lên, có nghĩa là Dạ. từ ngoài vào trong mình chia làm 4 phần, thì anh nướng một cháy 1/4 bên ngoài, sau đó anh đập dập ra, anh hãm cái nước gừng đó, nước nước đỗ đen đó cùng với lại một chút muối, anh uống cho nó ấm cái thận lên và nó sẽ hết cái chứng hiện tượng đầy đấy, chào ngược ạ. Vâng. Dạ, do bị nhiễm âm hàn này.
Thế những cái triệu chứng mà khi ăn theo công thức số 7 đấy thì mọi người có hay bị nóng cổ và buồn nôn không? Thực ra ấy, thì là mình giải thích theo theo số 7, theo thực dưỡng nói chung ấy, thì những cái biểu hiện đó, những biểu hiện tất cả những người ăn số 7 đều có những biểu hiện khác nhau chứ không ai giống ai cả. Nhưng về thực thể, về cơ bản ấy, về xét về mặt âm dương trong chẩn bệnh ấy, thì mình đang có vấn đề thì mình nên trợ phương, chứ mình lúc này anh không dùng cũng được, nhưng về lâu về dài để nó thì nó cũng không ổn lắm. Cái gì mình nhìn thấy thì mình giải quyết bằng trợ phương, còn không thì anh cứ ăn kiên trì, khi nào hết thì thôi. Đấy là hai cách. Vâng ạ. Mà đứng góc nhìn thực dưỡng thì anh cứ ăn khi nào hết thì thôi, còn cũng có thể hết, cũng có thể là chưa hết, và thời gian như nào thì mình chưa định được. Và những biểu hiện được gọi là thải độc thì mỗi người có một cơ chế thải độc khác nhau. Còn những cái biểu hiện mà như em vừa nói thì nó bị âm đấy ạ. Cơ thể anh đang âm một chút. Dạ. Anh nhớ. Vâng ạ. Vâng. Cho con xin được hỏi thêm một câu hỏi số 2 ạ. Nhà con thì đang trong cái chế độ vừa nãy đã chia sẻ là đang ăn số 7. Thế thì trong quá trình ăn số 7 thì có tìm hiểu thì nói rằng là không nên uống nước quá nhiều, thì nhà con tham gia thụt tháo đại tràng có được hay không ạ? Dạ, xin kính chúc mừng anh chị đã biết đến các phương pháp chữa lành thuận tự nhiên. Thì cái phương pháp thụt tháo đại tràng thì là một phương pháp mới của y học hiện đại, và nó dành cho ai và không dành cho ai thì các chị nắm được rồi đúng không ạ? Thì thứ nhất là chúng ta để cho cơ thể tự điều chỉnh các cơ chế đi đại tiện tiểu tiện, nó là tự nhiên của cơ thể. Còn nếu trường hợp nào đó bắt buộc phải thụt tháo, được táo bón lâu ngày, nhiễm độc, hoặc là trường hợp nào đó mà cần phải tháo thụt thì chúng ta sử dụng ngắn ngày thôi, chúng ta không sử dụng thường xuyên. Nhớ chị nhà nhá, chị báo nhá. Dạ. Thứ nhất là chúng ta thở bụng cho nó nhu động ruột, cái cơ bụng và cái nhu động ruột nó hoạt động tốt. Thứ hai là nếu mà do táo thì có thể ăn những thức ăn nhuận lên một chút, như rau lang hay là bí đỏ hay là cái thức ăn nào đó mình ăn hàng ngày ấy, mình phân loại ra, mình nhìn bằng phân, ăn vào nó táo thì mình không ăn thức ăn nó lớn đó nữa, ăn thức ăn nào nó mềm nó nhuận thì chúng ta ăn vào. Trong dân gian mà sẵn có nhất mà lấy rau làm thuốc đó là rau lang đấy ạ. À. Nhai kỹ và thức ăn chúng ta nên nhai kỹ ạ. Dạ, tôi xin hết chia sẻ, không biết được người thưa lắng nghe ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Con thấy cô ba cánh tay giơ lên, đó là cô The là giơ trước, nên cô Quang và chú Hùng thì con mời cô The trước ạ. Dạ, cô The xin chào sư rừng gọi, chào bác sĩ Hưng, chào Lương Y Thủy và tất cả người thương. Cái chứng bệnh mà chồng của cô báo cô gì mới nói á, thì cô The cũng gặp, mà bạn cô The cũng có. Trong giai đoạn qua nhịn ăn, thời kỳ hậu sau nhịn ăn á, cô thấy trước khi nhịn ăn thì có bị nắng cổ như vậy á, nhưng mà sau khi nhịn ăn thì cô thấy biến mất, thỉnh thoảng vài năm nó có trở lại. Khi mình ăn nhai không kỹ hay là mình ăn có thức ăn gì lạ nó có, mà cô thấy đỡ tự nhiên nó cũng qua khoảng trong 1-2 ngày là nó cũng qua, cô đỡ tự nhiên. Mà nhất định là mình ăn phải nhai kỹ, phải ăn theo phương pháp thực dưỡng thì không sao cả, tại vì cô thê có đọc cuốn sách hồi đó thì không có thực dưỡng của thầy Viễn, có đọc của Osawa, cho nên cô thê biết. Mà bạn của cô cũng như bạn mới nói á, là bị ói, bị đủ thứ hết, nghe ông chồng á, tại lúc đó nhìn ăn, bạn nhìn ăn cũng dài ngày, điện cái bọn cô chạy lên, 2-3 đứa chạy lên hồi sau, vậy cái bạn đó mệt, cô thê nói đi mua củ gừng này cắt ra giả nhỏ vô vài giọt là nó hết. Trong đó trước khi ăn bạn đó còn có dài khoảng 2-3 giọt gừng, chưa được 1/3 muỗng cà phê, sao tự nhiên bạn đó hết luôn, không có trở đi trở lại nữa. Cho nên đó là trợ phương cho nó qua cái giai đoạn nó như vậy, chứ không có sao cả. Cái đó nó bình thường, bạn của cô còn gặp ói dù khó chịu rồi nó mệt, nó làm đủ thứ hết, nên ông chồng mới điện cô chạy lên. Đó là ở trên nhà cô khoảng 2-3 cây số, cô với hai đứa bạn này chạy lên làm như vậy là hết, cho nên không có sao hết. Nếu như bạn đó còn thì trước khi ăn thì gừng tươi á, dạ dắt cái nước cốt và lấy khoảng 1-2-3 giọt là như 1/3 muỗng cà phê, ngậm vô một chút rồi nuốt trước khi ăn, như vậy nó sẽ hết.
tụi cô không biết gì nhưng lên vậy thì nói chắc là nó khó tiêu, nó dạ dày nó, sau đó tôi cho uống vô cho nó ấm, uống tươi vậy mà nó hết. Đó là phương pháp nhân gian. Rồi từ sau này không bị nữa, có một lần đó sau này không bị nữa, mà nếu bạn đó có bị nữa thì bạn nên uống vài giọt gừng tươi trước khi ăn. Là nó hết luôn. Gừng tươi á, giả rồi vét lấy nước cốt á, uống khoảng 1/3 muỗng cà phê, ngậm một tí rồi nuốt, hay là nuốt liền cũng được, không sao cả. Như vậy mà nó hết á, không nó mệt làm sao mà sợ ông chồng phải điện tụi cô chạy lên, chạy lên nha. Xong rồi mình dùng phương pháp dân gian là mình làm như vậy, cái nó hết xuống liền lập tức, không có gì hết. Uống trước khi ăn hả cô? Uống trước khi ăn, mà cái đó cô Thi cũng nói lại là tùy theo cơ địa của mỗi người. Sao bầu cô làm như vậy có một lần là bạn đã hết, mà có nhiều cơ địa của mỗi người là nó không ưa cái đó thì mình phải làm 2-3 lần. Nhưng mà cái đó thì không có phản ứng phụ, không có gì hết. Dạ vâng. Bạn cô mệt cưa lép, mệt chịu không được. Cho nên ông chồng mới nắm ruột điện bầu cô chạy lên có phương pháp gì không. Rồi bầu cô chạy lên, chỉ làm sơ vậy là hết liền lập tức. Với lợn ngồi thiền, bầu cô ngồi thiền truyền năng lượng. Ở cái chơi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ tụi cô về nhà là bình yên hết, điện thoại bình yên hết, không có sao hết. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của cô Thea. Thì chị okay. Báo hồi nãy là Lương Y Thị có hướng dẫn chị rồi đó, hướng dẫn của chị với lại là ông xã rồi đó. Thì chị có nắm được cái cách của Lương Y Thị hướng dẫn chưa? Dạ vâng ạ, con đã nắm được rồi. Thứ nhất là nước đỗ đen cùng với lại ngâm với lại gừng, chân thì ngâm với lại chân ngâm gừng sáng và buổi tối ạ. Dạ. Thì cái đỗ đen đó thì Lương Y Thị hướng dẫn á, thì mình nên gan cho kỹ. Còn cái cách gan chi tiết như thế nào á thì chị có thể trong nhóm á, chị có thể hỏi Lương Y Thị để chỉ cách mình rang cho nó đúng và muốn cũng gừng như thế nào cho nó đúng nha chị. Dạ vâng, tôi cho con xin được vào nhóm của Rừng Gọi với ạ, ở trong Zalo ạ, hay là trong Facebook ạ? Trong Zalo ạ chị. À vâng, thế thì một lát nữa thì cho con xin được vào nhóm ạ, con chưa được ở trong nhóm đấy ạ. Trong đôi mình có nói thêm một tí nữa với nhà ông trẻ của bạn báo á, là trước kia mình cũng bị nấm cổ ghê lắm, mà không phải nhịn một lần mà nó hết luôn cái chứng bệnh nấm cổ. Thỉnh thoảng một vài năm nên mình có ăn cái thứ gì nó vẫn nấm, là cái bệnh đó là cái bệnh nếu mình không nhịn nó vẫn xảy ra, mà khi mình nhịn thì chất độc cơ thể mình nó thải ra, cho nên cái đó là thải độc cơ thể mình nó có, chứng bệnh đó nó sắp xảy ra, bây giờ mình nhịn là nó thải ra luôn, hay là nó đã xảy ra bây giờ mình nhịn mình thanh lọc á thì bệnh mình nó quay ngược cho ra, nó sẽ hết, không sao cả, đừng lo lắng, không có gì hết. Mình xin hết á. Dạ con xin cảm ơn cô Thea rất là nhiều ạ. Dạ chị em có gửi cái link Zalo, nhóm Zalo lên trong cái khung chat á, chị bấm vào đó là chị vào được cái nhóm lễ hội của Rừng Gọi, vào đó dạ. Chị có thể hỏi. Dạ. Tiếp theo thì con trước khi mời cô Nguyễn Quang á thì mời chú Hùng đi, tại nãy chú Hùng có hỏi câu hỏi chắc có liên tiếp. Dạ xin kính mời chú Hùng ạ. Dạ dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin tiếp lời chỗ bạn báo gì đó là cái phản ứng bạn đã nhịn ăn rồi là bạn đã ăn thực dưỡng ăn số 7 mà có cái hiện tượng mà nóng cổ thì con có ý kiến này, mà bạn hãy hết sức bình tĩnh bởi cái chuyện đó là chuyện bình thường, nó là phản ứng của cơ thể, đừng có rối, đừng có hoảng loạn gì cả. Cái tôi ngày trước tôi ăn tôi cũng cảm thấy nó nóng cổ lắm, nó mình bởi vì các cái thói quen của mình ngày xưa mình ăn nó có rau cỏ các thứ, bây giờ nó chỉ có gạo lứt bất thường không, thì nó cũng có nhiều cái hiện tượng, mỗi người có một cái phản ứng riêng. Cái hiện tượng nóng cổ đó là hết sức bình thường, đừng có sợ gì cả. Nhưng mà tôi khuyến cáo với bạn rằng là quan trọng của gạo lứt muối vừng là nhai kỹ càng tốt. Còn nếu mà bạn ăn số 7 mà bạn ăn theo cái kiểu bình thường thì như thầy Thích Tuệ Hải nói rằng có ăn đến tấn gạo nó chả tác dụng gì cả. Cái quan trọng nhất là nhai càng kỹ càng tốt, nên là cố gắng, bởi vì trong khi mình ăn gạo lứt muối vừng thì cũng cơ thể nó cũng đang đào thải, nó cũng thải độc đấy, nó điều chỉnh lại cả cơ thể khác. Cho nên là bạn hãy hết sức bình tĩnh mà tiếp tục sử dụng cái phương pháp ăn thực dưỡng.
tôi cũng đang ăn thực dưỡng, là tôi ăn lâu rồi nhưng mà thỉnh thoảng là mình cũng dừng lại vì nhiều cái lý do khác, đi ra khỏi nhà hoặc là khách cứ bạn bè. Cho nên hiện nay tôi với hai mẹ con tôi cũng vẫn tiếp tục ăn được 4-5 ngày nay rồi, cũng có phản ứng này kia, nhưng mà hãy hết sức bình tĩnh. Mà tôi cũng chúc mừng vợ chồng bạn đã biết đến giường gọi, đã biết đến cái phương pháp thực dưỡng Osawa, thì mình phải có cái niềm tin vào đó. Mọi cái phản ứng xảy ra đó là điều đương nhiên, tất nhiên, mà nó phản ứng ra là tốt. Tất cả khi mà nó thay đổi cái gì trong cơ thể mình, thay đổi phương pháp ăn, thay đổi cách sống, thay đổi những cái công việc gì đó, thì cơ thể nó phản ứng. Nhất là việc ăn uống, mình đang ăn uống như những người bình thường, ăn đủ các thứ này kia, bây giờ mà mình thay đổi thì cơ thể nó mới phản ứng. Thì tôi cho rằng cái phản ứng đó là tốt, cho nên là hết sức bình tĩnh, không gì cả. Hãy cố gắng tiếp tục mà thực hiện nó, đừng có hoảng loạn gì cả. Xin cảm ơn mọi người. Con xin cảm ơn chia sẻ của bác Hùng ạ. Thì người thương của chúng ta trong cộng đồng gần gọi rất là hoan hỷ luôn. Thì có một người mà lên hỏi, thì những người thương có kinh nghiệm, có trải nghiệm rồi thì mình chia sẻ đến người thương, tức là mình đang thực hành cái trong 7T đó, gọi là thương đó của gần gọi đó. Thì xin cảm ơn bác Hùng, xin cảm ơn cô Thea. Và tiếp theo thì con xin kính mời cô Nguyễn Quang có giơ tay ạ. Cô Nguyễn Quang bật mic đi, cô Nguyễn Quang ơi. Dạ được chưa ạ? Dạ được rồi cô ơi, nghe rõ rồi cô. Vâng, con một ngày mới, con xin chào và chúc sức khỏe tới các thầy, các cô và ban chuyên gia cũng như là bên tổ chức rừng gọi. Xin chào tất cả gia đình người thương trong một ngày mới an lành và hạnh phúc. Con đã được lắng nghe như vậy là người thương anh Hùng, người thương của chị The, cũng như là những cái ý kiến mà được đưa ra của chị Báu, thì tất cả như chị The và anh Hùng cũng như là bác sĩ Hùng và bác sĩ Hưng và lương y Thụy đã chia sẻ hết rồi. Đấy là ta đang dùng những cái thực tiễn, nhưng mà con cũng có một cái kinh nghiệm mà rất thiết thực cho bản thân mình. Khi con cũng có những cái biểu hiện như con đã nói là con đã bị ca dạ dày, và khi con ăn thực dưỡng số 7 và cũng bị rất nóng, ợ hơi, thậm chí là khó chịu, buồn nôn. Nhưng mà tất cả các người thương đã chia sẻ thì con có bổ sung cái này. Ta chưa có gừng, ta chưa có cái gì hết. Thì ngày đó con theo thầy Thích Tuệ Hải, thì khi con bị như thế thì không lên là cho tay vào móc họng, không lên móc họng để nôn ra. Mà như thế nó rất là mất vệ sinh, và hai, nó sẽ đưa cái nhiễm trùng từ tay vào trong cơ thể của ta. Thì thầy có chia sẻ thì lúc đấy con cũng làm luôn. Và đến hôm qua con nghe thấy như vậy là lương y Thụy đã chia sẻ một cái thở, hơi thở, tức là con bổ sung thêm thôi. Khi ta bị như thế thì ta sẽ hít rất sâu, hít thật sâu. Sau đó hít sâu rồi, ta sẽ nuốt cái không khí, cái oxy đó thật sâu vào trong cơ thể của chúng ta. Và ta làm liên tục, sau đó ta lại thở ra thì ta há miệng, ta thở hết ra. Thì lúc bây giờ kể cả cái hơi nóng ấy, hơi ợ chua, hơi nóng ở trong cơ thể của ta có thể đi theo qua hơi thở ra. Thì cái điều đó ta sẽ chữa ngay được cái bệnh mà ta buồn nôn và ta ức chế về cái chất axit ở trong cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta như vậy là qua cái quá trình mà ta đang ăn thực dưỡng số 7 đấy ạ. Vì sao? Cái hai đó là bị táo bón. Cái táo bón này á thì nó làm cho ta, tức là ta đang ăn âm, ta đang ăn rất là nhiều rau và tất cả các cái chất thức ăn mặn bình thường. Cho nên khi ta chuyển hóa sang cái ăn thực dưỡng, tức là số 7 đấy. Tại sao ta để không ăn mỗi gạo lứt không? Hoặc là khi chữa bệnh ta ăn có mỗi gạo lứt không và nhai kỹ thôi. Nhưng bây giờ ta để cho thêm là gạo lứt cộng với muối vừng. Chẳng qua muối vừng ấy, thì nó là một cái thứ mà cho ta nhuận tràng rất là tốt. Đấy, vì tại vì ta bị táo bón ấy, là do ta nhai không kỹ thôi. Mà tại sao lại các lương y, các thầy thuốc, rồi là những người như thầy Hải, hay là thầy Mích đó, hay là thầy Vượng, đều cho ta là phải nhai kỹ. Vì anh không nhai kỹ cho nên anh mới bị ức chế như thế nữa. Cho nên phương pháp rất là tốt mà hôm qua mà bác sĩ lương y Thụy đấy đã chia sẻ đấy, đó là cái phương pháp mà chữa bệnh ngay lập tức, chưa cần phải tương tác của các cái chất khác vào. Thế thì con sẽ bổ sung thêm một chút nữa để cho người thương chúng ta có thể là hoàn thiện hơn về cái vấn đề mà ăn thực dưỡng ạ.
Con xin hết và cảm ơn gia đình Rừng Gọi đã lắng nghe. Vâng, con cũng xin cảm ơn cô. Con cũng bổ sung thêm một tí nữa, trong cái trường hợp của nhà con là bị có phải mổ, phải đặt hậu môn nhân tạo ở ngoài, nên cái việc mà hít thở ấy, hít thở theo như cô hướng dẫn ấy, thì nó rất là khó, bởi vì lúc nhíu hậu môn là không nhíu, không giữ được khí ở bên trong. Nên là, vâng, nên là không biết là trong Zoom của mình thì có người thương nào có cái trường hợp như nhà con có đặt hậu môn nhân tạo không, thì con xin một chút kinh nghiệm nữa. Cô chia sẻ thêm, bởi vì là bên cô cũng có những bạn đã được mổ đại, tức là về đại tràng đấy ạ, phải đưa ra ngoài. Thậm chí là còn kể cả nước tiểu cũng đưa ra ngoài. Thì chúng ta sẽ dùng cái hơi thở không lên là thật là mạnh mẽ, mà ta theo cái chủ động cá nhân ta thở từ từ, vào từ từ và thở ra cũng từ từ, và nó cũng sẽ quen đi. Cho nên là cái đấy không nhất, thì nếu ta thở một lúc gấp gáp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bên ngoài ta đưa ra đấy ạ. Cho nên là ta sẽ đưa từ từ theo cái khả năng của ta rất là tốt. Đấy là cách chữa bệnh nhanh nhất, cách chữa mà ta không dùng tay để cho vào, để tạo nhân tạo ói ra. Nếu khi ta ói ra như thế thì chắc chắn một điều sẽ ảnh hưởng hơn rất nhiều, như bạn Báo vừa nói là đã đưa ra phía ngoài đấy ạ. Cho nên là cô bổ sung thêm một chút nữa là cái hơi thở của ta đấy, là ta chủ động hơi thở. Phải nói là nếu ta cứ lắng nghe Nương Y Thụy, lắng nghe bác sĩ Hưng, lắng nghe những người đi trước, ta sẽ vận dụng vào cơ thể của ta một cách chủ động. Đấy, một cách chủ động làm chủ thân tâm của ta, thì nó sẽ trở lên cho ta rất có giá trị. Mọi người cứ thử xem đi ạ. Hãy bình tĩnh và chủ động làm mọi cái biện pháp của mình, để không những có lợi lạc cho ta, mà ta sau này ta sẽ còn truyền lại cho người thương của chúng ta rất là nhiều. Vâng, Quang xin cảm ơn lời chia sẻ của Quang và được mọi người lắng nghe. Vâng, con xin cảm ơn cô. Vâng. Con xin cảm ơn cô Quang đã chia sẻ đến với người thương Bảo ạ. Thì thầy tuy nhiên sư Gần Gọi á không có mặt ở đây, nhưng mà sư Gần Gọi nhờ con lan tỏa một điều nữa đó đến người thương của chúng ta, thì cho con xin phép 2 phút để con share cái màn hình trong cái nhóm, xíu nữa thì con sẽ gửi vô cái khung chat, là tức là thầy thực sẽ có buổi chia sẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Thì sư Gần Gọi á, là thầy Nguyễn Huỳnh Thực á, thì thầy nhờ con lan tỏa đến người thương trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay, thì con xin phép xem màn hình để cho người thương thấy được cái nhóm Zalo ạ. Thì người thương có thấy chưa? Share đi. Bác sĩ Hưng thấy chưa? Bác sĩ Hưng. Sắp thấy rồi, sử dụng chưa thấy. Chưa thấy gì? Chưa thấy hả? Đúng ông rồi. Thấy chữ xe màn hình của Sở Trung chứ chưa thấy cái gì hết, thấy một màu đen vậy. Thấy màu đen rồi, ok. Thấy rồi ạ. Dạ, thì ở đây là cái nhóm này là cái nhóm mà thầy sẽ mọi người đăng ký á, mọi người sẽ vào cái nhóm này và đăng ký tham gia cái chương trình thầy chia sẻ tại BKE. Thì con copy cái link con gửi lên khung chat xíu nữa, người thương chúng ta có vào thì vào nhé. Thì ở đây thì nhóm này thì thầy sẽ có buổi chia sẻ một ngày thanh lọc thân tâm trí vào lúc 8 giờ đến 16 giờ ngày thứ 6, ngày 7, thứ 6 tuần sau đó, ngày 7 tháng 10. Thì tại cái địa chỉ trên này có, khi mà mọi người muốn quan tâm á, người thương khu vực Hồ Chí Minh và lân cận á, muốn tham gia á, thì mình có thể vào cái nhóm này để biết thêm chi tiết. Thì đây là sẽ có những cái thông tin khóa học nè, địa điểm nè. Và người thương của chúng ta hiện tại đã có 3 người đăng ký rồi á. Thì cái này chỉ có sức là tầm khoảng 50 người. Thì mọi người biết thêm thông tin chi tiết á, thì mọi người vào trong nhóm. Cái link con gửi trong khung chat rồi. Thì tiếp theo nữa, cái này là ở Hồ Chí Minh. Sau khi cái đó thì mọi người có thể sau khi mọi người mà tham gia thầy chia sẻ Hồ Chí Minh xong á, thầy sẽ đi ra cái gì thầy sẽ đi ra ngoài Hà Nội và sẽ chia sẻ một ngày ở ngoài Hà Nội đó.
thì mọi người có quan tâm á thì vào trong cái nhóm này để biết thêm chi tiết nha. Con gửi cái link vô trong cái khung chat rồi á. Thì sau sau khi thầy ra Hà Nội xong á thì thầy sẽ có đi, thầy mới nhắn tin nè. Thì ngày 11, 12 thầy sẽ có mặt ở Hà Nội và 13 là thầy sẽ bay sang Thái Lan ở Chiang Mai nè. Thầy sẽ chia sẻ đó, thầy sẽ tu niệm mặt hết khoảng chừng một tháng và có thể hơn. Dạ. Thì người thương chúng ta nếu mà có duyên được nghe thầy chia sẻ một ngày nhịn khô đó, một ngày thanh lọc đó, thì mọi người có thể vào trong cái nhóm Zalo mà con gửi trên không chat. Cảm ơn người thương ạ. Dạ, thì còn người thương nào giơ tay thì người thương Ngô Đại và anh Ngô Tấn Đạt. Đoàn lễ nữa ba người thương là bác sĩ Hưng ơi, ai giơ tay trước? Có lẽ là ưu tiên cho cô Đại đang trong khóa thanh lọc đi em chưa. Dạ. Con xin mời cô Đại ạ. Tới xin coi chuyện là bây giờ muốn hỏi là có như ở Hà Nội mà có cái khóa cái chuyện đi về của Trương Cục Phương ấy. Đi rừng Cục Phương thì có như ở điểm nào à? Cô Đại ơi, cô để cho con xin số điện thoại để con đưa cô vào cái nhóm đi xe từ Ninh Bình về từ Hà Nội về Cục Phương ạ. Vâng. Cô để lại số điện thoại đi ạ. Cô đọc lại cho con. 0363 0363 rồi 474 474 ạ, rồi 194 194 con đọc lại nhá, 0363 474 194 ạ cô Đại. Đúng rồi. Dạ dạ. Vâng. Cô Đại có hỏi mỗi thế thôi thì cô Đại. Vâng. Dạ con biết cô. Xin chào cô. Thì bây giờ đã 6:15 rồi thì hai người thương chúng ta. Hoặc bây giờ cô Xuân Kim nữa đang trong khóa thanh lọc thì con. Vâng, cũng cho tôi xin xe từ Hà Nội về Ninh Bình ạ. Cô đọc cho con số điện thoại, con đi tiếp, con add, con vào con nhóm nhé. 09833 09833, rồi 26263 26263, con đọc lại, 09833, 26263. Vâng ạ, rồi, cảm ơn rồi ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Thường có thể cho hai số này vào cái nhóm đi xe từ Hà Nội về Ninh Bình giúp mình nhé. Thấy anh Đạt có giơ tay nãy giờ á thì xin mời anh Đạt người cuối cùng nha, người cuối cùng của buổi dương sáng hôm nay đặt câu hỏi, mời anh Đạt. À, kính thưa thầy Thuật, kính thưa quý thầy quý cô, cơ ban phục sự, ban tổ chức và các người thương. Thì thứ nhất là về cái mong muốn mong cầu của người thương báu á, với người chồng của mình đấy, thì do là người chồng thì không tương tác trực tiếp mà là người vợ tương tác trực tiếp, thì theo cái kinh nghiệm và cái chia sẻ của con là người chồng của bạn báu ấy thì nên tương tác trực tiếp với Lương Y Thụy thì để chữa bệnh, bởi vì là người chồng. Em xin phép ngắt lời của anh Đạt ạ. À, thì nãy có chồng của chị báo á đã tương tác trực tiếp với Lương Y Thị rồi anh Đạt ơi. Vâng, không, tương tác này là tương tác để chữa những cái bệnh cấp tính trước ạ. Là nên dạ. Tiếp thì... và nếu có thể thì người thương báo cho xin số điện thoại trên khung chat thì có thể là tư vấn hoặc có những cái lời khuyên nó hữu ích và nó chuyên sâu hơn. Thế cái điều thứ hai nữa là nếu ban tổ chức cho phép thì con sẽ xin hát tặng đại gia đình, gọi một bài hát để nói lên cái việc thay đổi thân tâm đấy, chuyển hóa thân tâm, có được không ạ? Dạ thì con thấy có người thương Lan Ngô mình cũng giơ tay trước rồi á, nhưng mà nó bị hạ tay xuống á, thì anh Đạt hát á thì hết giờ, bây giờ 6:18 rồi thì cũng quá trễ giờ rồi. Con xin phép mời cô Lan Ngô, hình như có đặt câu hỏi gì đó thì mời cô Lan Ngô hỏi trước đi, rồi sau đó sẽ con sẽ hỏi ý kiến của người thương
nếu mà số người thương đồng ý nghe anh Đạt hát nhiều quá thì con sẽ để lại cho anh Đạt hát, hoặc là con sẽ kết thúc Zoom mà. Mời người thương Lan Ngô ạ. Cô có thể mở mic rồi á. Dạ. À, chào gia đình Trường Gọi ạ. À. Chào thầy Thuật, chào bác sĩ với chào các chuyên gia. Con lần đầu tiên tham gia vô Rừng Gọi thì cũng mong muốn là được tới cái khóa thanh lọc ở Đắk Lắk à. Nhưng mà nói chung là từ trước giờ là chưa có đi thanh lọc lần nào, mà cũng không có tìm hiểu về nhịn ướt, nhịn khô, coi rất nhiều YouTube à, nhưng mà điều quan trọng là cũng chưa bao giờ nhịn đó, nên cũng mong Rừng Gọi là hỗ trợ giúp, là cũng muốn đi tham gia khóa Rừng Gọi của Đắk Lắk. Bác sĩ Hưng, bác sĩ còn đấy không? Cũng không biết là cái cách thức như thế nào, tại vì nói chung cũng không có rành gì thông tin mà, nên không biết cái cách là để liên lạc hay là được bác sĩ hay là nhân viên hỗ trợ như thế nào. Dạ thì cô muốn tham gia tại Thanh Lọc chuyên sâu tại Rừng Gọi Đắk Lắk đúng không ạ? Con xin xác nhận lại. Dạ. Dạ thì dạ. Cái đó thì đợi những khóa thanh lọc tiếp theo thì khóa cô có thể gửi số điện thoại lên khung chat đi, hoặc là cô đọc đi cho bạn, con nhờ bạn Lê Hường mình lưu số điện thoại của chị lại cho chị vào những nhóm thích hợp để cô Lan Ngô vào những nhóm thích hợp để tiếp theo á nhận được những thông tin thanh lọc. Dạ dạ. 0937 dạ 366 dạ rồi 723 dạ. Con xin tiếp lời ngay chỗ người thương Lan Ngô với chỗ Trung chia sẻ rồi đó. Thì cô muốn thanh lọc bất cứ một cái khóa nào á thì cô đều cứ vô đều đặn trong giúp mỗi ngày, rồi cô hỏi là sẽ được trả lời và được giải đáp rất là kỹ. Dạ, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là cô muốn thanh lọc khóa kế tiếp. Thì khóa kế tiếp sẽ ra tại Rừng Gọi Đắk Lắk, tức là ngày mùng 10 âm hàng tháng, tức là mùng 10 tháng sau đấy, cũng giống như khóa này, nhưng mà tháng sau sẽ xảy ra tại Đắk Lắk. Và bắt đầu từ ngày hôm nay là mình đã mở ca tiếp theo, K22 tại Đắk Lắk đấy. Thì cô cứ cho số điện thoại để cho ban tổ chức hoặc là người thương, những bạn tình nguyện viên sẽ add cô vào trong nhóm K22 tại Đắk Lắk, là cô mọi thông tin sẽ có trên đó hết cô Lan Ngô nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ biết ơn cô. Dạ dạ. Giờ cũng muộn rồi, còn có mấy đó là vượt quá thời gian rồi, nhưng mà con xin chia sẻ thêm, không biết có người thương nào còn hỏi gì thêm mà trong quá trình thanh lọc và của K20 tại Ninh Bình không ạ? Nếu không có gì thì con xin phép chia sẻ. Thì con rất là biết ơn chia sẻ của rất là nhiều người thương đã trải qua thanh lọc để mà trả lời câu hỏi cho người thương báo. Thì con cũng xin tạm không nhắc tên những người thương chia sẻ, nó quá tuyệt vời rồi đó. Thì con xin vô vấn đề luôn. Bác sĩ Hưng có người giơ tay nữa kìa, bác sĩ Hưng ơi. Có chị K20 á. Ưu tiên cho bạn Pharm Mai Phương Hải Phòng. Tiếp tục á, ưu tiên những vấn đề gì cần mà gọi là chia sẻ. Kính mời chị. Vâng. Vâng, con xin chào tất cả các người thương ạ. Cho con chỉ hỏi một câu là trong K20 mấy ngày hôm nay thì ăn uống hoa quả thì có được sử dụng hoa quả không ạ? Con chỉ hỏi vậy thôi ạ. Con cảm ơn ạ. Dạ, con xin phép chia sẻ luôn ngắn gọn như thế này. Cho Mai Phương cũng giống như tất cả người thương của mình. Trong khoảng thời gian này là thanh lọc, tức là đã vô quy trình của thanh lọc có Rừng Gọi rồi á, thì không ăn hoa quả nha người thương nha. Thì mình ăn giai đoạn này là người thương, chắc có lẽ là Nghi Thụy đã hướng dẫn cho người thương của mình ăn những cái gì rồi và cái cách ăn như thế nào rồi. Thôi con chốt lại là không ăn hoa quả đi, ngắn gọn nha cô chị Phương nha.
Dạ dạ. Cho tất cả người thương của mình luôn này, không được ăn hoa quả nha. Dạ. Rồi, con xin chia sẻ thêm là chỗ người thương báo thì thứ nhất là người thương báo á, là khi áp dụng mà cái nhịn khô thì đó là mình tự áp dụng ở nhà mà mình không có, nói chung là chưa nắm kỹ về lý thuyết nên nó mới có tình trạng như vậy mà mình dẫn đến lo lắng, là cái thứ nhất. Tại vì tự nhịn và sau đó là tự gọi điện mà và có những dấu hiệu như vậy là gọi điện cho con, là con biết đó là tự nhịn ở nhà thôi. Bây giờ con cũng kính mong tất cả người thương của mình thì muốn nhịn khô có khoa học, rồi áp dụng thêm cái liệu pháp 7T, tức là liệu pháp 7T rất là quan trọng trong quá trình mình nhịn. Và nhịn khô chỉ là một cái phương pháp rất là nhỏ của 7T, mà T đó là T thực chứ không phải nó nằm cái ngoài quy trình 7T đâu ạ. Nên người thương mình chú ý giúp cho con một tí xíu vô đó. Nhịn nhăn chỉ là một phương pháp nhỏ trong cái liệu pháp 7T của mình, đó là chữ thực. Cái thứ đó là tình trạng thứ nhất mà người thương của mình là do chưa nắm kỹ về lý thuyết nên dẫn đến một số dấu hiệu mà mình lo sợ hoang mang, mà càng hoang mang thì càng sinh ra bệnh. Rồi. Thứ hai là cái thực trạng của người thương báo hiện tại bây giờ, để người thương của mình cũng chú ý luôn, là người thương báo là bị ca đại tràng, mà ca đại tràng là phẫu thuật nhưng không cắt bỏ được u. Rồi là thứ nhất chỉ đưa cái hộ môn tạm ra ngoài, mà đưa hộ môn tạm ra ngoài á là mình thức ăn thức uống của mình nó đi ra mà mình không có điều khiển được, tức là có bao nhiêu nó ra bấy nhiêu, nó ra theo cái bệnh đó. Thì khi mà thực hành những cái công phu mình ráng mình hít thở phình bụng, phân nó sẽ chảy ra mà có thể nó bắn ra rất là mạnh. Nên hướng dẫn của cô Quang hay Lương Nghi Thị đó là rất là tốt, tức là mình hít thở nhẹ nhàng, đặc biệt là chủ yếu là thì thở ra, còn thì thở vào thì nó sẽ tự động cái hơi thở mình nó hít vào nhẹ nhàng hoặc là đớp hơi bằng miệng giống như cô Quang đã hướng dẫn đây. Đó là do lý do là mình đã bị phẫu thuật đưa hormone bụng tam ra ngoài rồi thì không có là còn chủ động nhíu hormone được nữa. Và để trong cái giai đoạn chữa bệnh này á, là khắc chế là chính. Khi nào những cái triệu chứng mà bất thường mà mình chưa hiểu thì hãy gọi điện cho Lương Nghi Thị để trợ phương. Trợ phương, những cái trợ phương nào mà nó mang cái tính âm dương và nó tốt. Còn nếu ở trong cái liệu trình đang thì ăn ra như thế này rồi và ăn số 7 để trị liệu, để gọi là hỗ trợ cho cơ thể của mình để cái khối u mình nó tiêu đi, thì người thương hãy ăn đúng số 7 và hiểu kỹ về số 7. Khi ăn số 7 nó xảy ra những cái triệu chứng gì thì mình biết. Thì con tóm lại là khi ăn số 7, đây là trải nghiệm thật của con, ăn số 7 trong thời gian số 7 thải độc cũng rất là mạnh. Nên những cái triệu chứng thải độc 12 đến 15 triệu chứng mà thải độc trong rừng gọi đã đưa lên, thì trong quá trình mình ăn gạo lứt số 7 vẫn còn có thải độc, là nên người thương mình hoàn toàn yên tâm, miễn sao mình ăn cho nó đủ cái năng lượng cho mình, là mà năng lượng á, từ gạo lứt mà mình nhai kỹ là đủ rồi á. Ít mè rang hoặc là tương tamari, còn mè rang thì ăn lượng rất là ít, còn không á, là mình ăn gạo lứt với tương tamari cũng được, còn không nữa là ăn gạo lứt gọi là liệu trình đặc biệt của thầy Thích Thầy Hải đấy. Thì trước khi ăn hai cái liệu trình của thầy Thầy Hải thì hãy nên nghe cho kỹ, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần và đọc thêm, học thêm về thực dưỡng nữa. Tự vì thời gian này mình chỉ dành riêng cho sức khỏe của mình nên mình chỉ toàn tâm toàn ý tìm hiểu về cách ăn, cách uống, cách thở, ngủ nghỉ cho nó phù hợp. Đó là cái ý kiến thứ ba của con, là không có nữa. Còn có vấn đề thục tháo đại tràng, những người thương nói đấy, hỏi về thục tháo á. Thứ nhất, cái mình không có nên thục tháo cái đại tràng ngay chỗ cái vùng hộ môn tạm. Mình can thiệp vô ngay đó, cái vùng ruột ngay đó nó dễ bị xây xước mà làm ngay gây nên tổn thương. Chỉ nếu mà người thương nào mà còn hùng cái đoạn trên, cái đoạn dưới của khối u tắc, gây tắc nó, và từ cái đoạn khối u đó xuống hậu môn, nếu mà muốn người thương muốn cho nó sạch, chỉ làm một lần, vài lần gì đó thôi, khi mà mình còn nghi ngờ trong cái lòng đại tràng của nó mình còn chất bẩn, thì mình hãy thuộc, mà thuộc hãy bằng thuộc bằng nước ấm, nước quân bình âm dương thôi, không có đưa tất cả các hóa chất gì vào, tự bởi vì cái đó nó có nhu động mà để tự tống ra nó không còn nữa, nên mình chỉ rửa, nếu rửa, tại vì cái đoạn đó nó không có sự lưu thông từ hậu môn, nó không có nhu động nhiều,
từ cái u đến cái hậu môn để nó tống cái độc tố mà lâu nay mình nó còn tồn đọng ở trong đó, thì mình nên làm một hoặc hai lần cho nó sạch. Khi sạch rồi là không can thiệp gì nữa hết, để cho mình người thương mình yên tâm là độc tố nó không còn trong cơ thể mình, cái đoạn dưới khối u mà không cắt bỏ loại ra ngoài được. Đó là những cái mà người cần quan tâm, mấy con chú ý mà nó làm trên cái cơ sở khoa học, chứ không phải là mình làm mà mình thiếu hiểu biết thì nó sẽ nguy hiểm đến cơ thể của mình. Dạ, thì con xin chia sẻ với nhiều á, cho bổ sung thêm cho Hưng. Còn những cái còn cách ăn cách uống như thế nào thì Hưng cũng chia sẻ rất là nhiều qua điện thoại rồi, và sáng nay được nhiều người thương chia sẻ đã trải nghiệm những cái phương pháp của mình, nên chúc người thương báo vững tâm áp dụng. Dạ. Xin cảm ơn ạ. Xin số điện thoại của người thương báo á. Bé cứ như mẹ bé. Vâng, con xin cảm ơn bác sĩ Hưng, cảm ơn tất cả người thương nhà mình. Số điện thoại của con ghi ở đây trên đây là 0834 0834 vâng 292 292 577 ạ. 577. Dạ. Rồi, cô Thi có một bạn bị y như chồng của cô báo á, nhưng mà bây giờ nó cũng bớt nhiêu rồi, lạc quan lắm, sống tốt, đi xe đạp đi chơi rồi. Rồi cô Thi sẽ liên lạc sau. Dạ vâng, con xin cảm ơn cô, con xin cảm ơn cả nhà mình. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay thì là cả thành viên mới mà vào đến đây thì được cả nhà mình hỗ trợ tương tác rất là tuyệt vời ạ. Con xin rất là biết ơn cả nhà mình ạ. Không có gì. Nếu được mình sẽ giới thiệu bạn hai bên nói chuyện với nhau bằng Zalo. Dạ. Bạn xin mình sẽ giúp đỡ. Rất là biết ơn người thương hôm nay đã thực hiện một trong 7 T của người gọi là T thương. Rất là hạnh phúc ạ. Cảm ơn tất cả người thương đã chia sẻ đến người thương báo. Cảm ơn những bổ sung rất là chi tiết về cơ sở khoa học của bác sĩ Hưng và Lương Y Thị. Thì thời gian rất là trễ rồi, có một số người trong khung chat con đã thấy đã xin phép rời đi rồi. Thì chắc là cũng không còn người thương nào có câu hỏi. Và anh Đạt thì cũng muốn trình bày bài hát. Thì con muốn hỏi tất cả người thương chúng ta, nếu muốn nghe anh Đạt hát á, thì mình gõ số 1, còn không thì mình gõ số 0. Thì con sẽ tiếp nhận số đông, theo số đông đi. Thì con hôm qua thì con quyết, nhưng mà hôm nay con sẽ hỏi người thương. Thì con thấy có mọi người gõ vô khung chat giúp con nhé. Thì hiện nay con thấy là số 0 là 20 rồi, chưa thấy số 1. Thì chắc là mình sẽ kết thúc Zoom ở đây luôn á ha. Mọi người cùng chào nhau vào buổi sáng đi. Để chúc tất cả người thương, các chuyên gia, các sư cô, các sư gần gọi và các sư ở thường thiền viện Phước Sơn, tất cả thiện trí thức chúng ta có một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người ạ. À. Chào nhau. Con kính chào Lương Thị, con kính chào bác sư, con kính chào thiện trí thức, con kính chào dạ. Ừ. Chúc. Một. Chào tất cả mọi người ạ.